Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục lại là chuyên mục đập trứng, nhưng mà hôm nay mình lại chỉ có 10 quả chứ không phải 20 quả như lần trước. Hai con pet tiểu yêu rồi mình chả biết là mình cần con pet nào nữa. Khả năng là lấy con Enix rừng rậm đi cũng được cho nó đủ bộ sưu tập pet. Con Enix rừng rậm đẹp mà, mình thấy con đấy đẹp, ok. Không linh thinh liên thuyền dài dòng vớ vẩn nữa. Ừ, và đồng lát quay luôn. Quay nếu mà được pet A thì pet B, pet A thì tách ra đâu rồi. Mua lọ tư chất pet để tái. Hy vọng lên qua mức 80 là thấy ổn áp rồi. Quay luôn. Rồi, được một con pet quý A. Còn lại toàn B à. Rồi mình sẽ thử đi mua. Lại tiếp tục là chuyên mục đập pet 65 nọ. Rồi, ok, bắt đầu. Lùn quá. Quá rồi. Tìm khó chơi quá rồi. Lấy được tư chất 80-50 rồi mà sao nó không cố lấy một phát nữa lên lấy đi. Ok, dừng tẩy tại đây nha. Mình sẽ tiếp tục tích lên 200 lọ rồi tẩy tiếp. Chứ giờ tẩy nữa nguy hiểm lắm. Lên 80 lên được mấy trăm lực chiến đấy. Bởi vì lần trước là mình 77 rồi. 77. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đập pet và tẩy của mình. Trong video sắp tới thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phải búp vào đồ nào để tăng thật nhiều lực chiến chưa. Búp vào đồ nào để cho nhân vật của các bạn được đẹp lên. Nói chung là sẽ có hai mảng. Mình nghĩ là các bạn thích tăng lực chiến nhiều hơn nên mình sẽ làm cái video là hướng dẫn cho các bạn búp vào phần nào để có thể tăng lực chiến một cách nhiều nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ like và subscribe để ủng hộ mình và một chia sẻ nếu có thể. See you again.